nữ bệnh nhân 38 tuổi nhập viện đa khoa Hùng Vương trong tình trạng vùng ngực lở loét, chảy mủ, hoại tử, khối u di căn vào phổi. Bệnh nhân phát hiện ung thư vú trái cách đây 2 năm tại bệnh viện ca trung ương, cần thực hiện phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên, cô từ chối và tự dùng lá thuốc đắp và uống tại nhà. U ngày càng to, lở loét, bệnh nhân đau nhiều, không thể làm cũng như đi lại. Ăn uống ngày càng kém, gầy, sút cân. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám ngày 4 tháng 6, nhận định bệnh nhân không còn cơ hội điều trị triệt căn. Hiện chỉ còn cách dùng kháng sinh kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Giảm đau, điều trị hóa chất theo chu kỳ. Tháng trước, bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân 49 tuổi bị hoại tử vùng ngực do tự ý đắp lá thuốc. Việc uống thuốc hay đắp lá thuốc không có tác dụng trong điều trị ung thư. Bệnh nhân cần tỉnh táo và tin tưởng thực hiện theo phác đồ điều trị ung thư của bác sĩ, tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam, đắp lá vào khối u tại nhà. Việc tự điều trị sẽ dẫn đến hậu quả ung thư phát triển giai đoạn muộn, không còn khả năng cứu chữa. Thúy Quỳnh, let's look at why.